Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel TV Audio ha. Thì mình là Khánh. Thì đợt này mình sẽ lên clip nhiều hơn, là chia sẻ với cho mọi người nhiều hơn các sản phẩm cũng như các kiến thức về audio mà mình biết được. Tại vì mấy đợt trước thì cũng bận quá, đợt này thì nó có thời gian hơn một xíu. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái dòng Dun. Nó cũng ra mắt lâu rồi, dòng này là Dun Max Vision. Đợt này thì bên mình cái Dun thì thật ra nhiều, bên mình bán nhiều vẫn là dòng Homatic thôi. Tuy nhiên một số dòng đầu bảng như thế này, dòng Max Vision cũng như Ultra Vision thì bên mình cũng có bán lai rai, nhưng mà nói chung là cũng không có thời gian clip. Hôm nay tiện quá, may quá, có một dòng anh em nó mới bán được xong thì mình lên clip luôn cho mọi người. Một cái clip nói chung là đập hộp và chia sẻ nhanh cho mọi người một số tính năng của dòng này, với lại cái cách cắm dây làm sao cho nó tối ưu cái dòng sản phẩm này nhất khi mình sử dụng cho karaoke. Ok, bắt đầu thôi. Trước mặt mình đây là dòng Dun Max Vision ha, 4K ha. Đây, mình có đây. Đây nó có cái tem đây, quay cho mọi người coi ha. Max Vision 4K này, model này. Mark in China by Dun ha. Nói chung là dòng này là thương hiệu Đài Loan, đầu tiên thương hiệu Đức rồi sau đó nó Đài Loan mua lại. Nói chung nhưng mà Mark in vẫn là Mark in China nha mọi người. Nói chung bên mình thì có sao nói vậy rồi, cái nào Mark in China thì mình nói Mark in China. Nói chung không phải là nhập khẩu Ý hay là nhập khẩu châu Âu gì hết, cái nào Trung Quốc là nó Trung Quốc thôi. Được cái là Dun thì đóng thùng khá là ok, thùng này là một thùng 2 da, khá là xài khá là yên tâm cho khách hàng ha. Nói chung là hùng hai da thì mình vận chuyển thoải mái. Này, ok, đây, đây là một bộ, không biết bộ gì luôn, thôi tháo ra đã. Rồi dây nguồn, quá trời dây nguồn nha mọi người, rất nhiều dây nguồn, quá trời, 4 sợi dây nguồn, remote. Dây HDMI rồi thêm một cái remote nữa, hai cái remote lận, rồi dây chuyển gì đó, rồi anten, rồi cục pin. Ok, nói chung là cũng không có gì đặc biệt. Đây là một cái sách hướng dẫn thôi. Được cái ấn tượng là nó cho hai cái remote với rất nhiều dây nguồn nha mọi người. Thì mình sử dụng thôi, mình bỏ qua đây đi cho nó đỡ vướng. Rồi ok, nhân vật chính của mình ở đây, một dòng Dun Max Vision. Đây nó cũng nhẹ thôi chứ mọi người, chứ nó không có nặng lắm đâu. Nhìn nó hơi cồng kềnh xíu thôi chứ. Ok, để mình dục cái này nó không như này cho mọi người coi cho nó dễ. Đây, dòng Dun Max Vision. Ok, đây mình sẽ lock như thế này đi cho nó êm ha. Rồi để review cho mọi người dễ hơn. Đây một dòng Dun Max Vision. Thì trước mắt khi mọi người mở lên thì nó sẽ có đây nút phía trước, nó hút nguồn này, USB này, một cái màn hình hiển thị này. Chỗ này là một cái khay ổ cứng phía trước. Con này đặc biệt nó có hai khay ổ cứng nha mọi người. Nó một cái khay ổ cứng phía trước này và phía sau này nó cũng có một cái khay ổ cứng luôn. Đây, mình sẽ tháo cái khay ổ cứng ở đây ra. Đây này, mọi người thấy không? 2.5 và 3.5 đều được nha. Cái này thường á mình sẽ gắn cái ổ cứng nào mà mình gắn chết, chẳng hạn như mình xài karaoke mình gắn chết vô á, thì mình sẽ gắn ổ cứng karaoke phía sau này. Còn chẳng hạn như khách có muốn xem phim thêm này kia á, hoặc là có những cái đĩa phim hoặc đĩa nhạc này mà chứa nhiều á, thì mình sẽ gắn cái ổ cứng phía trước. Đó, vậy thôi. Bên hông có gì không? Không có. Bên hông chỉ có thành tản nhiệt thôi. Rồi. Con này có hay nè. Đây, nguồn của nó chạy từ 220, từ 110 đến 240 luôn. Nhưng mà nó phải có nút gạt nha. Ở đây thì do là bên mình đã là xài điện, mình đang xài điện 220 nên nhà hãng đã gạt sẵn sang cái gọi là 230 này, mày thấy không? Và nó chốt vào cái chốt này luôn để sao tránh mọi người kiểu gọi là nhiều khách cũng tò mò lắm hay gạt cái này qua 110 cái cắm vô phát hư luôn cái bò. Nên là nhà hãng nó cũng cẩn thận á, chốt lại luôn này để chẳng hơn là dành cho những người nào biết mới xài thôi ha. Ok, nếu mà xài thì người Việt Nam thì nên chốt này lại. Còn nếu mà khách hàng nào mà mua sang Mỹ xài á thì nhớ mọi người nhớ gạt qua 110 giùm mình ha. Đó, có một cái phần này nên chú ý một xíu. Rồi.
Cắm dây thì cũng đơn giản là Type-C này, truyền dữ liệu này, USB nó cho USB từ 3.0 này đến Type-C cũng có, 2.0 cũng có luôn. Rồi một cổng mà cắm gigabit LAN nha, dòng nói chung là gigabit LAN nó tốt này, dòng này cổng mạng này. Nói chung là để xem phim chất lượng cao online thì mình nên có xài những cái cổng mạng như thế này cho nó chất lượng tốt xíu. Một cái IR để kiểu mình cắm remote á, chẳng hạn như kiểu như mọi người xài remote, mọi người không có đưa kiểu đưa ra cái điều khiển ra ngoài tủ á, yêu khi né này mọi người lắp vào tủ nè thì nó sẽ có một cái IR đưa ra để mọi người remote bấm cho nó nhảy á. Rồi HDMI in, cái này là cái ăn tiền của bên mấy bên, nó sẽ khác biệt so với dòng Homatic hoặc là Homatic mấy dòng mà mình hay bán á, là nó sẽ có như này, HDMI nó có main và audio only luôn á, tức là sao main tức là tổng hết cả âm thanh hình ảnh này kia, còn cái audio only này tức là chỉ âm thanh thôi, chẳng hạn như mình muốn truyền tín hiệu, mình muốn truyền cho cái tín hiệu âm thanh nó qua một cái thiết bị nào đó mà mình muốn xài bằng cổng HDMI thì mình xài cổng này. Tiếp đến là một cổng optical truyền âm thanh này, rồi coaxial cũng có này, rồi một cái cổng AV, Lapri, đầy đủ hết ha, Lapri đây đầy đủ hết, không có vấn đề, Bluetooth có cái tí anten Bluetooth luôn. Tuy nhiên á, thường khiến mọi người xài con này, mọi người đừng có sử dụng, nếu mà con người cắm ra cổng âm thanh á, chẳng hạn như mọi người có, ví dụ như mọi người xài cái này cho karaoke đi ha, mọi người xài qua vang số thì mọi người đừng xài mấy cổng như này, 1 này, 2 này, 3 này, đừng xài mấy này. Tại vì sao xài những cái cổng như thế này á, thì nó coi như là mọi người, nói nôm na là mọi người bỏ tiền đi á. Tại vì sao? Thì cái vòng Markison này nó đặc biệt là nó có phần DAC bên trong rồi ha, có phần DAC bên trong đây, nó là phần DAC nó ở đây, nó rất rõ ràng. Nếu mà có điều kiện mình có clip nào đó xin bên hãng có một con demo nó, mình đập hộp ra mình sẽ quay cho mọi người rõ hơn. Nó thiết kế hai mạch luôn mọi người, hai cái bo mạch khác nhau, mọi người nhìn cái đường nó sẽ có một cái bo về DAC riêng bên đây luôn, bên đây sẽ là một bo về máy thiết bị về xem phim này kia đó. Còn đây là nguyên một cái bo chỉ về âm thanh thôi à, nếu mà bữa nào mình tháo ra mình cho mọi người coi, không biết có tem không, mới lụi tháo được không, thôi để bữa nào xin hãng đó chứ không tháo nhiều khi không mất bảo hành nó mất công lắm, tại vì cái này bán cho khách rồi, bữa nào có con demo mình sẽ tháo cho mọi người coi. Đây là những cái ngõ âm thanh mà nó qua DAC này đó, AV cũng có này, đặc biệt là có cho cả cổng Canon luôn, karaoke nó gọi là Canon, cái này nó gọi là XLA à, nếu mà tiếng Anh nó gọi là XLA, thì mấy gọi là xài cái cổng này mà cắm qua vang số nó là tuyệt vời luôn. Đó, tuyệt vời. Nó cho những cái cổng như thế này, chất lượng âm thanh nó sẽ khác hoàn toàn khi mọi người cắm qua hai cổng này nha. À, mọi người thấy không? Nhìn thì cũng là rẻ RAM âm thanh thôi. Cái này cũng RAM âm thanh, cái này cũng RAM âm thanh. Cái này cũng đều là RAM âm thanh hết, nhưng mà cái cụm bên đây á, nó đã thông qua một cái DAC chất lượng cao rồi, nên là chất lượng âm thanh từ cái cụm này ra nó khác hoàn toàn với ở đây ra. Nên là mọi người đừng cắm ở đây nha. À, mọi người ví dụ mọi người đang có sẵn hoặc là mọi người có định mua, hoặc mọi người đang có sẵn cái dòng này ở nhà thì mọi người không nên cắm thiết âm thanh vào cái này mà cắm qua đây ha. Đó thì là một cái lưu ý nhỏ cho mọi người thôi. À, ngoài ra cũng không có gì nhiều. Nói chung mọi thứ cũng đơn giản thôi. Cái này thì thật ra mình cũng bán khá là nhiều, mà dòng sản phẩm này nó cũng ra mắt khá là lâu rồi chứ không cũng phòng ngoại mới mẻ gì, tuy nhiên nó chỉ có thêm một số lưu ý thôi để cho mọi người nắm thông tin thôi. Vừa rồi là một clip đập hộp và hướng dẫn cắm dây nhanh cho cái dòng Dual Markvision này. Có thể clip sắp tới mà mình xin được hãng thì mình sẽ khui hộp con này ra, để cho mọi người xem sơ, cho mọi người xem cái bo mạch bên trong đó nó gồm những gì, và lý do tại sao là mình lại nói là nó để sơ cho mọi người coi luôn là cái DAC riêng của con này nó sẽ như thế nào ha. Thì mọi người đón chờ clip đó đi, nhưng mà mình phải xin được nhà hãng đó. Vậy là kết thúc rồi. Mình là Khánh, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo. Bye bye.